again. She go by herself? Yeah, that's her. Trời ơi. Chị nhấn ga chạy tự chạy kìa cô chú ơi. Ờ, con chạy là con phải cầm. Trời, anh Billy khóc kìa. Wow, good job, JD. Let me see you press the gas. How you press the gas, JD? Press it. Press the gas. Yeah. Nhấn nó đi con. Nhấn nó đi, nhấn nó đi. Chạy không, lấy cái chân nhấn, cái chân. Cái chân nhấn. Cái chân, nhấn vô. Nhấn vô. Press the gas. Đúng rồi. Đúng rồi, nhấn đi, nhấn chạy đi. Press the gas, go. I think it's too far. Well, she's not big enough for it yet. Yeah. It's meant for like two and up. Safety first. Okay, now press it. Rồi, nhấn đi, nhấn đi, nhấn đi. Nhấn ga chạy đi. Bởi vậy hả? Đó. Ê, đây này mày gửi cho. Trở ra mới nhấn ga được chứ mà còn vậy lùng quá sao nhấn. Rồi, nhấn đi. Nhấn đi, đạp đạp ga đi, đạp ga ngồi xích lên. Ủa, xuống hả? Không chơi nữa. Thôi rồi, không xong không. Nè, bây giờ nhấn ga đi, nhấn ga, nhấn ga. Nhấn ga đi. Bây giờ cái chân, bây giờ cái chân á, trồi lại nhấn. Thấy chay coi cho trên nhà cái có đường chạy dài ghê em cô chú. Lên xuống Đây nè cô chú ơi, tự nhiên ba chay với chị. Bây giờ ấy, dựng cái xe này lên. Cái bắt cái chỉ chay là cái cách sửa xe. Coi coi được đời không. Đó. Ba chay bốn chay mà mốt sửa xe y như ba vậy đó. Trời ơi trời. Làm bộ sửa xe chạy. Xe hư rồi chạy, sửa đi. Sửa mẹ đỡ tốn tiền đi. Đó, đó. Giờ nó cũng chui đúng. Đó. Đó, ba chỉ đó. Sửa đi con. Ba cô chú thấy chạy ba chạy chơi. Ba chạy tập cho chạy bắt cười mua chú. Đó, con thấy gì trống chạy. You see anything chạy đi. Đó, coi dựng cái hộp rồi lên dựng lên sửa đi thiệt luôn. Đấy, ba chay ước mơ của ba chay là khi mà chay 4-5 tuổi là ba sửa xe là chay đưa phụ ba cầm cái kềm á, ví dụ như ba nói là đưa cho ba con ốc là chay sẽ đưa cho ba con ốc, rồi đưa cho ba con cái kềm, chay sẽ đưa cho ba cái kềm, có hay không? Ước mơ đó. 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 Scuttled his way. À, cô chú ba đang đọc sách cho chay trước khi đi ngủ nè. But it was hard as he noticed the sharp quills of the ferocious Nexu that was moving towards Padme. But the young senator was perfectly capable of taking care of herself. Padme used a pin to undo. Hi, JD. Rồi gì làm gì thảm thương vậy? Đòi ăn á hả? Có cái đó có cái chén không mày mà không có gì trong đó hả? Tao con ra đây con ra chơi cho cô chú coi cái bộ outfit hôm nay coi giống Hồng Mày Nhi chưa? Đơ vậy. Nè nhìn cô chú này chơi. Chơi bị đơ cô chú ơi. Mẹ cho cái chén mà không có gì trong đó. Chờ một chút đi đó, còn nóng mà chưa đưa được. Lại đây mày biểu. Trời ơi coi, lập chén điệu nghệ chưa cô chú. Oops. Oops. À, cô chú coi chai nè. Rồi sao dục cái chén vậy kỳ vậy? Lên xe chơi đi. Lên xe chơi đi. Lên xe chơi đi. Rồi đè máy lên đi. Đè máy lên cho cô chú coi. Đè đi. Đè đi con. Nó kêu đà xuống chạy với con phải không?
kêu đà xuống phải không? Rồi rồi kêu đà xuống. Thôi. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, con ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống đi mẹ cho đà ngồi. Rồi, con ngồi xuống đi. Trời ơi nó nhường chỗ cho đà ngồi đó cô chú. Rồi, hai chị em ngồi đi nha. Thấy chưa? Đà ngồi chen hết chỗ mà, thấy chưa? Làm sao? Sao con kêu đà xuống? Hả? Hôn đà miếng coi. Thank you. Đề máy đi, đề máy hai chị em chạy xe đi. Lấy đôi chén hả? Lấy chén, rồi lấy chén. À mẹ chưa? Rồi. Trời ơi cho đà ăn. Làm bộ cho đà ăn. Đó. Trời ơi chay bữa nay biết làm bộ cho ăn đồ nữa kìa vậy mà mốt. Mâm mâm đi con nói đà mâm mâm. Cướp hà đà đi, cướp hà đi. Peekaboo. Peekaboo, I see you. Peekaboo, cướp hà. Cướp. À. Miệng đã con. Cướp. Chay mặc bữa nay mặc áo unicorn đẹp không cô chú? Believe luôn, unicorn mà để chữ believe nó mới ghê. Cướp. Rồi con múc đồ ăn hả? Múc đồ ăn lên cho đà ăn. Rồi, vô đi, vô bấm nút đi. Dạ đà ra cho chị bấm nút cái nè. Đà ra cho em bấm nút rồi. Bấm nút đi, con bấm nút đây rồi mẹ để đà xuống. Bấm nút đi. Bấm nút đi. Rồi. Đà rồi xuống hết đó. Ủa con để đàn ngồi đó con đi ra hả? Trời ơi, trời ơi bồng đà xuống đó, trời ơi nó đã bồng đà xuống đó. Rồi con bồng đà xuống đi chị. Bồng đà xuống đi, giống như mẹ bồng con vậy đó. Chị bồng đà xuống giống như mẹ bồng con vậy đó con. Cô chú thấy chay dữ không? Mang hai đôi giới khác màu luôn. Cái trào luôn bây giờ là vậy đó cô chú. Này chay bắp này chay. À mẹ chưa? Mắt xạo xạo kìa. À mẹ đi. Miệng đâu? Miệng á hả? Mũi đâu? Mũi. Lỗ tai đâu? Bữa giờ chỉ lỗ tai bữa giờ chỉ ở đâu? Hồi bữa mẹ chỉ lỗ tai đâu? Đây nè, listen. Có đồ ăn là quên lỗ tai nè. Lỗ tai nè, đó, lỗ tai đó. Ờ đau đau con hả? Lỗ tai đó nghe chưa? Lỗ tai. Con nói đi tai. Con nói đi tai. Đúng rồi, vậy nhớ nghe chưa? Rồi ăn đi. Số bữa giờ chỉ lỗ tai mấy lần rồi đó mà không nhớ á. Ăn cái lo cái quên hết hả? Ăn gì nè, ăn bắp gì nè con. Ngon quá. Đó ăn vậy á. Bỏ đi đây. Nhảy đó cô chú, ăn bắp nhảy đó. Đó. Ngon rồi nhảy đi. Cô chú thấy mẹ lận áo vô đây dữ không? Cho mẹ ăn gì? Ơ trời sao nhả ra? Ăn không? Ăn rồi nè. Đúng rồi. Lại cho đà ăn miếng. Ê Kỳ đâu rồi, kìm cho Kỳ ăn miếng coi. Cô chú thấy chay Thảo ăn chưa?
thấy đà ngồi lại chỗ đà. Không, nó được cái gì chứ nó được cái Thảo, Thảo ăn lắm. Xin là nó cho à. Ngộ lắm. Mà mình ăn hết nó cũng không có khóc nữa. Cái gì vậy? Rồi cho mẹ hả? Trời đất ơi, cô chú ấy cho mẹ. Thank you nha. Mẹ cảm ơn con gái yêu nha. Giờ kiếm ai nữa? Kiếm Kỳ cho hả? Lại ghế ngồi đi, lại ghế ngồi ăn đi. Bước lại ghế ngồi ăn đi. Ngồi ghế ngồi ăn cho bình yên đi. Bình yên vô sự đi, đúng rồi. Đúng rồi. Ngồi rồi cái rồi biết gì nữa không? Gác chân à, gác chân lên nha nè. Đó, ngồi gác chân lên, nhịp giò nữa. Mẹ dạy ba cái tầm bậy không nha. Ngồi gác chân còn nhịp giò nữa. Ê, ẻ. Trời ơi, nhảy. Nhai từ từ thôi. Thôi con ăn đi, mẹ không ăn đâu. Mà con nhai từ từ thôi. Đúng rồi. Một ngày phải cho em ăn nhiều thứ vô. Ví dụ như ngày mà, ví dụ như ai mà có những em nhỏ. Cái này là cái cách Ngọc dạy, Ngọc nuôi. Ngọc chỉ nói cho các bạn tham khảo thôi. Ví dụ như ngày cho nó ăn 3-4 chén cháo thì ngày cho lại ăn 2 chén thôi. Cái mình cho nó ăn mấy thứ khác giặt giặt vô. Trù con chay này một ngày Ngọc cho nó ăn chắc 10 món. Hết hết quýt rồi tới rồi dâu rồi tới bánh rồi tới dưa hấu. Rồi giờ tới bắp. Rồi tới Ngọc cho nó ăn. Ngọc khi mà tại vì mình không ăn cháo là biết không có no cái bụng, nên phải cho nó vô lần 10 món, mà cho nó 10 món, món nào nó cũng ăn hết. Gì vậy con? Ê, thôi đừng. Đừng đụng này chi. Oops. Ngon không? Mọi con thấy bắp này ngon không? Rồi cho uống nước cam. Đứng lên. Đứng lên. Đó, có được đời không? Bắp đi. Mời mua mốt mày làm bắp nước mỡ hành ăn nha. Bắp nước mỡ hành Việt Nam ngon lắm. Chay tội nghiệp ghê, không có được ăn đồ Việt Nam nhiều. Tội em ghê bay ơi. Cho cô chú ăn miếng đi. Đó, thấy chưa? Em quan lắm mà cô chú ăn đi. Con ạ cô chú cái. Ạ đi con. Con ạ cô chú đi. Trời ơi nhảy đó. Ăn hết cái bắp luôn. Ôi nhảy kìa, đó nhảy đó. Nó cho nữa. Cảm mẹ câu chú cảm ơn chay nha. Ôi mẹ hả mẹ. Trời ơi bắp gì ngọt dữ. Đúng rồi. Gì ăn không được nhả ra. Nghỉ hả? Nghỉ phải hả? Đó, quạt. Quạt cho đà mát đi. Quạt cho đà mát đi. Ngồi xuống quạt cho đà mát đi. Đó, quạt cho đà mát. Quạt cho đà mát cho đất ơi. Ôi, có bố quạt cho đà mát kìa. Mẹ tưởng con bấm nút, ai ngờ con tự quạt bằng tay luôn hả? Giờ ăn bắp không nè? Giờ mẹ cho bắp nè. Giờ bắp. Thôi thôi đừng bài nữa chị Xui. Chị Xui kêu tôi mở ra xong rồi chị Xui đổ ra xong rồi chị Xui chạy. Mở ra cho con hả? Con dạ mẹ chưa? Dạ mẹ chưa? Nhìn gì vậy? Nhìn sao? Mở con hả? Tóc đâu? Bụng đâu? Tay đâu? Thế bây giờ chân nè, chân đâu? Head, shoulder, knees and toes. Chân á hả? Con nói đi chân. Mà bây giờ nè, bây giờ mẹ hỏi nè, ăn chua không? Chua. Ăn chua không? Ăn chua không? Ăn chua không? Ăn chua.
Trời ơi, dữ ta. Nè. Thấm rồi, giỏi quá. Lại quạt cho đà hả? Ừ, lại quạt cho đà đi. Giờ ăn bắp không, mày lại lấy bắp ăn nha. Lại lấy bắp mâm mâm nha. Ê, cô chú ơi, can you believe this? Một ngày như mọi ngày. Money in your car. Lên xe, lên xe. Bữa nay là gần mùa gần mùa hè rồi. Chưa gần, còn vài tháng nữa mới mùa hè. Mà thời tiết bây giờ hiện tại là 7 giờ tối cô chú ơi. 7 giờ tối bên Chay là 6 giờ sáng ở bên cô chú đó. Cô chú thấy chưa? 7 giờ tối rồi mà trời vẫn còn sáng, có nghĩa là dấu hiệu mùa hè đang tới. Đó, còn sáng quá nên thôi là mẹ với ba phải chở Chay đi lái xe thôi cô chú ơi. Để máy lên. Okay, ready? Start it up. Bấm đề máy lên. Đề thật. You got it, JD. Ủa, chưa, chưa. Press it. Again, again. Press it. Here you go. Have your one. Rồi, đây. Ready? Go. Mấy cô chú hàng xóm á, thấy Chay có chiếc xe hơi, trời đất ơi, ai cũng nói wow, Chay very fancy. Very fancy. Chay này, mấy cái bà hàng xóm mới chờ đó coi, nhà mày bự dữ rồi, để quá trời đồ. Mấy bà đâu có biết đâu. Mấy bà đâu có biết là hả, vô tới căn nhà là căn nhà phải chui vô đâu. Press the gas. Đi chị. Already. How you doing? Chạy. Chạy đi. Ô, con Chay nó tự lái đó cô chú. Nó tự lái đó. Rồi lái xuống sông luôn đi. Ô, oh, để chụp baby. Let baby in the summertime, so Chay gonna have her picture with the lake. Okay, baby, stop right there. Let's take Chay picture with the lake. Rồi cô chú chụp cho Chay tấm hình với lại con sông nha. Chay nhìn đây. Woo! Good job, Chay đi. Rồi cô chú chụp hình con rồi đó. Đi đi. Press the button, go. Nhấn đi, nhấn ga, lẹ lên. Đúng rồi. Chay nó nhấn ga rồi cô chú. Trời ơi, thấy nó dữ chưa? Bữa nay lại tự nhấn ga rồi đó. Cao cao thêm chút nữa mới nhấn được chứ giờ cũng còn hơi lết lết. Bẻ nữa, bẻ ta lái xe nữa đây nè, mẹ chỉ nè. Bẻ nè. Đó, bẻ lái xe nè, đó. Đúng rồi, bỏ cái này xuống, Bỏ này xuống rồi con bẻ lại lái đi, con vịn tay lái. Rồi nhấn ga. Chay, nhấn ga. Đúng rồi, trời ơi, nó nhấn ga, nó biết nhấn ga là cái gì đúng không trời ơi. Trời ơi, nó nhấn ga, nó biết luôn. Ba khoái dữ ha Chay. Nhấn ga, nhấp vô. Đúng rồi. Quá dữ luôn. Cô chú ơi, bữa nay là Chay tự lái nha, chứ ba không có. Nhấn ga. Đó. Good job, JD. Nhấn ga. Thấy chưa? Cô chú thấy không? Ba Chay đâu có điều khiển đâu, Chay tự nhấn ga đó. Wow. So good, JD. Trời ơi, coi kìa nhấn ga kìa đó. Quẹo. Đừng quẹo lên cỏ nhà anh ta. Quẹo lửa, đó, quẹo vậy nè, đó, thấy chưa? Ngoại nó tự nhấn ga nó chạy kìa ngoại ơi. Mày thấy nó giữ cho ngoại. Rồi giờ nó đi tới đi xuống nó đi. Keep returning. Nè, nhấn ga, quẹo lửa, đó. Nhấn đi, quẹo, đúng rồi. Nó cười quá. Nhấn ga. Đúng rồi. Mệt rồi hả, nhấn ga mệt rồi hả? Dối chân ngắn ga mệt rồi cô chú ơi, giờ ba mới điều khiển nè. Rồi thôi đi vô nha, đi vô để mẹ làm clip cho cô chú nha. Giờ là 7 giờ tối rồi cô chú ơi. Đó, rồi giờ là
Giờ đi vô đi, vô để mẹ làm clip cho cô chú nè. Quá dữ luôn. Đi con. Đi. Nhấn ga, nhấn ga. Rồi đúng rồi, cỏ nhà mình nè, quẹo lên luôn, đi đâm thẳng vô luôn. Quẹo, 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 quẹo. Rồi ta lái quẹo. Đó. No, we're good.